xác thân của con người được miêu tả trong chương thứ 8 của cuốn Nhập Bồ Đề Hành Kinh như là một kho chứa các đồ uế tạp. Phải chăng đây là nhãn quan của phái tiểu thừa, trong khi Kim Cương Thừa thì quan niệm rằng xác thân trên cơ bản là tinh khiết. Làm thế nào để chúng ta hòa giải hai hướng tiếp cận này? Khi giảng thuyết về lối tiếp cận của Phật giáo, tôi thường hay liên hệ đến tứ bách trung quán kệ của đại sư Thánh Thiên có nội dung chủ yếu nói về trung đạo. Nước thang đầu tiên của tiến trình tâm linh này chỉ rõ rằng bạn phải dứt khoát từ bỏ các tác hành tiêu cực. Một khi đã đưa được nguyên tắc đạo lý này vào việc tu tập, bạn phải chấp hành theo một cách nghiêm túc, bằng cách loại trừ cho được cái mà ta gọi là thập ác hạnh. Một con người mà đời sống tuân thủ những giới hành luân lý căn bản như thế, chắc chắn sẽ được tái sanh vào một hoàn cảnh tốt đẹp hơn như là được làm người trở lại chẳng hạn. Thế nên một trong những mục tiêu tu tập của bạn là nhằm đạt đến một kiếp tái sanh đầy triển vọng hơn trong tương lai. Ở nước thang này của tiến trình tu tập, sự tái sanh được tán dương và biểu hiện như là một mục tiêu đáng giá. Bước tiếp theo của tiến trình tu tập đòi hỏi bạn phải thực tập thiền quán về vô ngã trong một thời gian. Đây là phương thuốc chính để diệt trừ vô minh và các mối phiền não do vô minh gây ra bạn tha thiết muốn loại trừ các mối phiền não cũng như các ấn tượng đã từ lâu che mờ tâm bạn có nghĩa là bạn đang tìm cách để giải thoát mình ra khỏi dòng luân hồi sinh tử thực chứng niết bạn chấm dứt mọi ảo tưởng khổ đau sự quyết tâm này tự giải phóng mình ra khỏi dòng xiềng xích trói buộc của tử sinh được xây dựng trên ý thức buông bỏ hoàn toàn chính lúc này những thiền quán về bức tình của xác thân diễn ra. Từ đây, ước muốn tái sanh và những cảnh đời tươi đẹp hơn từng được coi như là một diễn tưởng đầy ao ước và dinh dự trước đây cũng là một trong những đức thang cần phải được loại trừ. Bởi vì chúng vẫn còn nằm trong dòng luân hồi sinh tử. Mục tiêu của bạn giờ đây tiến xa hơn, được chuyển hóa từ ước muốn có được những kiếp sống đầy hứa hẹn, tốt đẹp hơn trong tương lai, trở thành ý nguyện giải phóng mình hoàn toàn khỏi dòng luân hồi sinh tử. Mục tiêu của bạn bây giờ là giác ngộ, là Phật quả. Ở nước thang thứ ba, trong mật thừa, nhận thức của bạn về sát thân biến đổi một cách triệt để, bởi vì một khi thiền quán, chính mình đang mang hình ảnh của một vị Phật hay Bồ Tát. Tất cả mọi sắc tướng, kể cả thân xác phạm phu của bạn, cũng đã hoàn toàn tan biến vào tánh không. Bản thể của tâm bạn giờ đây vượt qua khỏi quảng chân không này dưới dạng một linh thân nhận thức thông thường về xác thân đã tan biến vào tánh không bạn bây giờ đã được thánh hóa với một dạng thuần khiết nhất và như vậy điều này cũng chẳng có gì mâu thuẫn với những nước thang trước đây khi xác thân của bạn vốn muốn được buông bỏ được nhìn dưới khía cạnh bình thường nói rõ hơn là khía cạnh bất tịnh trong giáo lý thâm diệu của mật thừa xác thân được xem như là một trong những phương tiện rất quý báu giúp ta đạt đến giác ngộ một cách nhanh chóng mặc dầu hành giả hoàn toàn ý thức được những bất túc và bất tịnh trong các bộ phận của xác thân như đã được ngài tình thiên mô tả điều này không làm cho y bị mù quáng hành giả biết rằng sự bất tịnh bất túc và vô thường hiện hữu nhưng đồng thời y cũng nhận thức được những tiềm năng kỳ diệu trong con người mình hành giả biết cách vận dụng chúng một cách thích đáng vào mục tiêu cao cả cảm ơn mật thừa đã cho ta những kỹ năng thiền xảo trong việc bảo tồn cũng như nâng cao sinh khí và năng lực thể chất của con người. Thì kiến như thế đã làm cho xác thân trở nên cực kỳ quý giá. Không phải vì người ta cho nó là thanh tịnh, hoàn hảo hay đại loại như thế, mà bởi vì những hành giả mật thừa có khả năng phân biệt được giữa trạng thái thô lậu và di tế của ý thức và như vậy có khả năng áp dụng những phương thức khác biệt, thiền quán về các nguồn ngoại cảm, đồng thiếp, năng lực tâm linh để nhanh chóng đạt đến mục tiêu của mình, Phật quả. Bởi vì các nguồn ngoại cảm, đồng thiếp, năng lực tâm linh là những thể di tế thuộc về sinh lý học, xác thân con người trong trường hợp này được nhìn với một góc cạnh tích cực hơn. Những hành giả tu theo mật thừa cũng sử dụng cả những tình cảm tiêu cực trên con đường học đạo. Điều này không có nghĩa là những tình cảm như giận dữ, chấp trước, ganh tị dân dân là lành mạnh hay tốt đẹp. Vấn đề là hành giả biết cách sử dụng những năng lực di tế làm nền cho sức mạnh của mỗi loại tình cảm này, đưa nó vào trong việc tu tập của chúng ta, tức là sử dụng chúng và một mục tiêu tích cực. Ta có một hình ảnh tương tự để diễn giải khía cạnh đặc biệt này của mật thừa. Giống như những loại côn trùng được sinh ra trong gốc cây. Chúng trưởng thành bằng cách ăn ngấu nghiến gốc cây đó cho đến khi gốc cây hoàn toàn bị tiêu hủy. Trạng thái thiền định sản phẩm bởi sử dụng năng lực của các loại tình cảm này, cuối cùng cũng sẽ tiêu thụ chúng một cách toàn diện. Ngoài ra, các dạng khác của thần linh và những mạng đà la của họ thì rất nhiều, khó mà diễn tả hết ở đây. Các dáng vẻ diện màu này đều có tính cách tượng trưng tùy lúc đều tương ứng với một mục đích hay khung cảnh đặc biệt nào đó. Tính cách bất tịnh của sắc thân phụ nữ thường được đề cập đến trong nhập bồ đề hành kinh ta giải thích như thế nào về vấn đề này và quan điểm của Phật giáo đối với phụ nữ như thế nào? Những đoạn văn trong tác phẩm Bồ Tát Tịch Thiên mà quý vị đề cập tới liên quan đến những lời thuyết giảng được truyền đạt cho một nhóm tăng sĩ đã hoàn toàn thọ giới. Thế nên với sự chú tâm của họ, ngài Tịch Thiên đã miêu tả sự bất tịnh của xác thân phụ nữ. Thế nhưng trong trường hợp hành giả là một phụ nữ sự quán tưởng sẽ được tập trung vào những khía cạnh ô trượt của xác thân nam giới mục đích đều như nhau tức là nhắm đến việc loại trừ những ham muốn về xác thịt bên cạnh sự khác biệt là đàn ông không thể mang thai con cái trong 9 tháng xác thân của họ đều giống nhau đều nhìn trên khía cạnh tình và bất tình. về vị trí của người phụ nữ trong phật giáo thiết tưởng ta cũng cần nên làm sáng tỏ một vài điểm ở đây theo truyền thống của giới luật tức là kỷ luật của đời sống phạm hạnh đã đề cập đến tất cả bảy loài giới mà cao hơn cả là tỳ kheo và tỳ kheo ni giới về mặt thụ giới thì cơ hội đều đồng đều giữa nam và nữ tuy nhiên truyền thống cổ xưa đã duy trì một thứ tôn ti trật tự dành ưu thế cho tăng hơn là ni cụ thể như một vị ni cho dù đã thọ giới trước một vị tăng vẫn phải ngồi đằng sau tăng truyền thống malusa Vatavada quyết định rằng giới đàn truyền giới cho phụ nữ phải bao gồm cả tỳ kheo và tỳ kheo ni trong khi người nam có thể được truyền giới bởi một giới đàn chỉ gồm tăng là đủ bên cạnh những biệt đi về thức bậc phải kể đến vấn đề phái tính được biết trong bồ tát thừa cũng như trong ba đẳng cấp đầu tiên của bậc thừa để đạt đến sự giác ngộ hoàn toàn điều cần thiết là phải mang thân nam giới tuy nhiên đẳng cấp thứ tư đẳng cấp cao nhất của bậc thừa nhấn mạnh một cách đặc biệt đến thái độ phải có của người nam đối với phái nữ trong số đó cụ thể là người nam không bao giờ được la rầy hay có thái độ xử sự, sự kẻ cả đối với phụ nữ hơn thế nữa trong những đẳng cấp cao của bậc thừa đã hoàn toàn chấp nhận rằng một người có thể đạt đến giác ngộ ngay trong một kiếp sống khi vẫn còn mang thân xác nữ giới cho nên ngay cả đối với một hành giả là tăng sĩ đã thọ giới khi tu tập theo đẳng cấp này của mật thừa được yêu cầu phải cúi mình trước phụ nữ và đi nhiễu chung quanh họ một khi phải đối mặt mặc dù thừa này đã không đòi hỏi hành giả phái nữ phải có một lối cư xử như thế khi đối diện với một người nam Tất cả những điều này có thể tạo nên một số phản ứng vì quý vị ở đây chắc là có những chứng cứ cho thấy rằng phụ nữ có thể nắm giữ những đề vị vô cùng quan trọng. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng sự kỳ thị đối với phụ nữ được thể hiện trong truyền thống tăng lữ phần nào phản ánh cây cấu trúc xã hội với thời Đức Phật còn tại thế. Bầu khí của xã hội ngày càng tiến triển. Bây giờ là lúc ta cần phải quan tâm đến những thay đổi bổ khuyết với tâm nguyện như thế tôi đã từng nêu lên đề nghị triệu tập một hội nghị bao gồm đầy đủ các đại diện của các cộng đồng tăng lữ để nghiên cứu đến vấn đề canh tân cải cách một vấn đề có thể xảy ra là hai giới hạnh đôi khi lại mâu thuẫn lẫn nhau trong trường hợp này hạnh nguyện nào cao hơn thì sẽ có quy thế hơn đó là trường hợp một giới hạnh của giới luật mâu thuẫn với một giới hạnh của mật thừa ví dụ như một vị thủ giới tỳ kheo theo đúng giới luật là không được đụng chạm đến quý kim hay cất giữ tiền bạc thế nhưng trong bồ tát hạnh lại cho rằng bạn sẽ vi phạm giới nếu từ chối quà tặng được cúng dường cho bạn bởi lòng từ bi tin cậy và tính kính đây là một thí dụ về sự xung đột giữa hai giới hạnh để giải quyết ta quan tâm đến giới hạnh nào cao hơn sẽ có ưu thế đối với giới hạnh thấp hơn theo thứ bậc của giới luật Bồ Tát hành dạy rằng bạn phải đút túi bất cứ cái gì người ta cúng dường bạn. Nếu từ chối, tức là bạn phạm giới. Trong trường hợp này, cách hành xử của một vị Bồ Tát dĩ nhiên ưu tiên hơn là giới luật của tăng lữ. Một thực tế mà quý vị thấy là khi tôi thuyết pháp, hành lễ thì chỉ có sự hiện diện của tăng sĩ Tây Tạng phù giúp trên lễ đài. Đây có thể là một sự kỳ thị, nhưng trên căn bản không đến nỗi trầm trọng lắm. Giáo Pháp trên cơ bản là phản ánh sự luyện tâm. Như vậy phải chăng những đường hướng tu tập tâm linh đặt căn bản trên sự luyện tập thể xác như môn du già thể dục chẳng hạn là sai lầm? Tôi không nắm vững chi tiết lắm về bộ môn du già thể dục. Mục tiêu của nó chắc hẳn là tốt đẹp bởi vì nếu thể xác mạnh khỏe thì cũng có thể tạo nên một vài sự bình ổn tâm hồn. Thế nên ta có thể nói rằng thể dục mang lại lợi ích. Tu tập theo mật thừa, vốn ưu tiên chú trọng đến sự thực chứng về nguồn linh quan trong suốt ghi tế. Thế nhưng cũng đã thực hành rất nhiều động tác thể dục khác nhau, đặc biệt là sử dụng đến các bộ phận cấu thành cơ thể. Thưa Ngài, theo Phật giáo, thập thiện nghiệp gồm những gì? đó là ba thiền nghiệp thuộc về thân gồm không giết hại không trộm cắp không tà dâm bốn thuộc về khẩu không dòng ngữ không đâm thọc không lũa xả không tham dự vào những cuộc nói chuyện phiếm vô bổ và cuối cùng là ba nghiệp thuộc về ý là tâm không tham lam không sân hận và không si mê vào tà kiến trong đó có các quan điểm cực đoan chẳng hạn như hư vô chủ nghĩa chẳng hạn dũng hoàn toàn phủ nhận trạng thái tâm linh viên mãn. Thông thường khi nói đến tà kiến, chúng cũng được bao gồm cả những kiến chấp về tuyệt đối, vĩnh cửu và hư vô. Tuy nhiên trong khung cảnh của 10 tác hành thiện nghiệp, chỉ có kiến chấp về hư vô là được ám chỉ đến. Thế nên khi đã khép mình Và một cuộc sống lấy đạo đức làm căn bản, con người phải cố gắng tiết chế để không hành động trái ngược lại 10 tác hành thiện nghiệp nói trên tức là không phạm vào 10 ác nghiệp. Khi đối diện với một tình huống có thể đưa đẩy bạn đến chỗ vi phạm những hành động tiêu cực như thế, bạn phải chế ngự để không bị rơi vào ác nghiệp. Một đời sống có đạo đức từ bản chất đã loại trừ 10 tác hành ác nghiệp để đi theo con đường ngược lại. Nếu ta phạm phải một ác hành nghiêm trọng, làm thế nào để có thể xóa bỏ được mặc cảm tội lỗi sau đó? trong những tình huống như vậy thường là có nguy cơ dẫn đến mặc cảm tội lỗi và rồi suy sụp tinh thần theo quan điểm phật giáo thì bạn nên tự mình thực hiện một vài phương thức suy nghĩ và thái độ sống qua đó có thể giúp bạn phục hồi lại niềm tự tin một phật tử có thể quán chiếu về bản tánh chân tâm của một vị phật về yếu tính thanh tịnh của nó cũng như bằng cách nào mà những phiền não và những hệ quả tình cảm do chúng gây ra thuộc về một bản thể khác hoàn toàn tách biệt bởi vì những phiền não đó là ngoại lai chúng có thể hoàn toàn được loại bỏ hãy suy nghĩ về một nguồn năng lực vô tận ẩn chứa trong ta hiểu được rằng bản tánh của tâm ta vốn thanh tịnh nhân ái và rồi thiền quản trên nguồn sáng vô biên của nó lần hồi bạn sẽ có khả năng phát triển được lòng tự tin và can đảm trong các kinh sách đức bổn sư đã dạy rằng sự giác ngộ hoàn toàn, sự toàn tri, toàn giác của những bậc thánh nhân không phải do từ lòng đất phun ra, cũng không phải từ trên trời rơi xuống, mà là kết quả của sự thanh lọc tâm linh. Những gì này có thể cũng đã có một thời rối rắm vì chúng ta hiện nay. Cũng đầy dẫy những yếu kém, những sai lầm thiếu sót như bất cứ thế nhân thường tình nào khác. Ngay cả Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trước khi giác ngộ cũng đã trải qua những kiếp sống còn cay đắng khó khăn hơn cả những kiếp sống hiện tại của chúng ta. Như thế, nhận thức được tiềm năng có thể đạt đến tâm linh viên mãn trong mỗi con người là một phương thuốc hữu hiệu để chống lại mặc cảm phạm tội, sự chán ngán kinh tởm và tuyệt vọng. Bồ Tát Long Thọ trồng tràng hoa quý và những hướng dẫn cho đến quân dương đã dạy rằng tinh thần bi quan và chán nản chẳng bao giờ giúp ta tìm ra được giải pháp tốt đẹp cho bất kỳ vấn nạn nào. Mặt khác, ai cũng biết kiêu căng, ngã mạng là một tính xấu. Tuy nhiên, chữa trị nó bằng một thái độ kiêm tốn nhúng dường quá đáng có thể nuôi dưỡng mầm mống sự mất tự tin, làm cho ta chán ngán, nản lòng. Và như thế, chúng ta đã đi từ một cực đoan này sang một cực đoan khác. Nhân đây, tôi cũng xin được góp ý rằng có lắm người tự nguyện sống ẩn tu trong một thời gian, ví dụ như ba năm, với tất cả hy vọng và mong đợi tràn trề. Họ nghĩ rằng sẽ không gặp phải một khó khăn nhỏ nhặt nào và rồi sau đó có thể đạt đến chiến ngộ. Tôi cho rằng điều này có thể biến thành một thảm họa trừ phi họ làm việc đó với những ý hướng nghiêm túc. Nếu bạn đánh giá quá cao khả năng của mình cũng như mang lòng tự tin quá đáng, tất cả sẽ dẫn bạn đến tình trạng thất vọng và hoàn toàn dở mộng. Khi bạn nghĩ đến lời dạy của Đức Bổn Sư, rằng sự giác ngộ hoàn toàn là kết quả của sự thanh lọc tâm linh và những tích lũy của đức hạnh và trí tuệ trải qua a tăng kỳ kiếp chắc chắn là bạn sẽ cảm thấy can đảm và vững tâm hơn để tiến bước trên con đường tu học Thưa Ngài, vào thời điểm nào giữa cái chết và sự tái sanh thì con người mất sự nhận thức về kiếp sống trước đó của mình? Ký ức của con người rõ ràng nhiều hay ít đều tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Nhiều người trong giai đoạn tuổi thơ của họ đã có khả năng nhớ lại những chi tiết thuộc về tiền kiếp của mình. Tuy nhiên, khi một đứa trẻ bị kinh hoàng bởi một sự kiện nào đó, sự kích thích càng lớn bao nhiêu, càng gây ấn tượng sâu đậm trong tâm hồn đứa trẻ chuyện ấy. Lúc tôi mới 2 tuổi, bởi vì không có cầu tiêu ở trong nhà, tôi đi ra ngoài đồng để làm các công việc tự nhiên đó bỗng nhiên tôi thấy một con lạc đà to lớn xăm xăm đi lại hướng mình tôi quả đã chết khiếp đi vì sợ tôi không nhớ rõ là mình có bỏ chạy nửa chừng trong lúc còn đang làm cái công việc sinh lý tự nhiên đó hay không tuy nhiên kinh nghiệm này quả thật là rất mãnh liệt đến độ bây giờ tôi vẫn còn nhớ như in những hình ảnh đã xảy ra hôm đó bất cứ chuyện gì để lại một dấu ấn mạnh mẽ trong tâm ta cũng đều có một tác động tương tự như thế nếu ký ức của ta được phát triển tốt ta sẽ có khả năng hồi tưởng lại những sự kiện xảy ra từ kiếp trước một điều cũng thường xảy ra là trong giai đoạn ấu thơ mặc dù các bộ phận giác quan chỉ mới ở trong tình trạng phát triển chúng ta vẫn có khả năng nhớ lại tiền kiếp của mình một cách dễ dàng hơn điều này cũng giống như các hiện tượng xảy ra trong thiên nhiên chẳng hạn như nếu trời mưa hôm qua hôm nay ta cảm thấy không khí mát mẻ hơn nhưng rồi dưới ánh nắng mặt trời nó sẽ dần tan mất tuổi càng già ta càng thu thập thêm nhiều kinh nghiệm mới trong kiếp sống này và những dấu ấn của tiền kiếp càng nhạt nhòa đi tiến trình này cũng chỉ là bình thường thôi tuy nhiên khi cái chết gần kề những sắc tướng cùng với nhận thức liên quan đến kiếp sống mà ta sắp giả từ sẽ dần dần phai nhạt để đi đến sự kết thúc hoàn toàn. Và rồi trong giai đoạn thân trung ấm, tùy theo nghiệp lực của mình mà ta sẽ nhìn rõ kiếp sống tương ứng ở đời sau. Những người có ký ức đặc biệt, trong một số trường hợp đã có khả năng nhớ lại cả hàng trăm tiền kiếp của mình một cách hoàn hảo. Làm thế nào để cho nỗi sợ hãi cái chết tan biến cùng với sự cám dỗ của ý muốn hủy diệt, tự sát? chạy trốn khổ đau hoặc lẫn tránh, không suy nghĩ đến nó, không phải là những phương cách hữu hiệu để khắc phục vấn đề. Một phương thức hữu hiệu hơn cả là hãy đối mặt và phân tích vấn nạn từ mọi góc cạnh, nói một cách khác, hãy đối đầu với nó. Đối với cái chết, một giai đoạn tự nhiên của kiếp sống cũng thế. Cái chết là một phần của đời sống. Làm quen với tiến trình của nó sẽ giúp ta quen thuộc với ý tưởng về cái chết. Một khi đã hoàn tất chuyện này, sự xuất hiện của tử thần sẽ không còn làm ta xúc động hay kinh hãi trước những tình huống không ngờ. Đây là một sự thật, cho dù bạn là kẻ của đức tin, là một tín đồ của đạo Phật và tu tập hành trì hàng ngày hay không. Một số yếu tố làm thay đổi phản ứng của ta trước giờ lâm tử. Chúng ta có vượt qua được cơn sợ hãi và sự đớn đau thường đi kèm theo cái chết hay không? Điều đó còn tùy thuộc vào những phương thức mà chúng ta hành xử trong suốt đời mình. Dấu hiệu bên ngoài của cái chết được bộc lộ như thế nào? Làm sao Ngài có thể xác quyết được rằng một người thật sự đã chết hay không? Phương thức xác thực nhất và cũng khó khăn nhất là xem xét tiến trình hô hấp. Kinh sách đã đề cập đến một số dấu hiệu bên ngoài báo hiệu cái chết xảy ra. Sự buồn thảm u ám là một dấu hiệu khi cái chết thực sự diễn tiến, những dấu hiệu sinh lý bên ngoài tương ứng với sự thu hút lại của những bộ phận cấu thành cơ thể. Thưa ngài, phương cách nào được xem là lợi ích nhất để giúp đỡ một người đang lâm tử? Ta không cần phải thắc mắc người đó có tu hành theo một tôn giáo nào hay không. Điều quan trọng nhất là giúp họ được chết với một tâm hồn thanh thản, cũng như không làm bất cứ điều gì có thể gây phiền não cho tâm hồn họ trong giây phút cận tử này. Để có thể đảm bảo một khung cảnh yên bình như thế, tốt nhất là nên bao quanh người chết với một bầu khí đầy yêu thương, triều mến, càng nhiều càng tốt. Cho nên, thật quả là điều đáng buồn, nếu không nói là cực kỳ bi thảm khi ta bỏ rơi một con người trước giờ lâm tử, không cho họ một nơi chốn thân yêu, nguồn giúp đỡ để bám víu trong giây phút cuối của cuộc đời. ngài đã từng đề cập đến lòng từ bi và sự hiểu biết về tánh không như là những phương cách để xoa dịu khổ đau làm thế nào để có thể truyền đạt những thông điệp này đến bệnh nhân của chúng tôi đa phần là những người già yếu nếu họ là những người tin tưởng vào thượng đế là những tín đồ cơ đốc do thái hay hồi giáo đối với tôi điều dễ dàng hơn cả và giải thích cho họ về những gì mà họ sắp trải qua trên căn bản những tính lý mà họ tin tưởng. Đối với một người không tín ngưỡng, phải cho họ chấp nhận một sự thật rằng cái chết là một điều rất tự nhiên, là một giai đoạn bình thường của kiếp sống, không phải chỉ riêng một mình y mà tất cả mọi người đều phải gánh chịu, không miễn trừ một ai, không lúc này thì lúc khác ở trong đời. Tuy nhiên, xin quý vị lưu ý rằng tôi không thể đưa ra những câu trả lời chung chung cho từng trường hợp cá biệt tôi nghĩ là chúng ta cần phải điều chỉnh sự nhạy cảm của mình phù hợp với bối cảnh của từng cá nhân để có thể có được những phương cách thích ứng nhằm giúp đỡ họ một cách hữu hiệu